Doanh, sinh hoạt tại chi bộ thôn Tiểu Quan, Đảng bộ xã Phùng Hưng; Đào Thị Bảo, sinh hoạt tại chi bộ thôn Thiết Chủ, Đảng bộ xã Bình Minh; Trần Thị Đào, sinh hoạt tại chi bộ thôn 2, Đảng bộ xã Ông Đình, huyện Quai Châu; Lê Quý Bính, sinh hoạt tại chi bộ thôn Hoàng Cả; Đỗ Thị Nguyệt, sinh hoạt tại chi bộ thôn Mai Xuyên; Đào Thị Phương, sinh hoạt tại chi bộ thôn Hoàng Cả, đều thuộc Đảng bộ thị trấn Ân Thi. Tại thị xã Mỹ Hào và huyện Kim Động, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho các đảng viên Đỗ Thị Vân, sinh hoạt tại chi bộ tổ dân phố Cộng Hòa, Đảng bộ phường Bần Yên Nhân; Bùi Tiến Hồng, sinh hoạt tại chi bộ thôn Tạ Thượng, Đảng bộ xã Chính Nghĩa; Đào Xuân Ẩn, sinh hoạt tại chi bộ thôn Động Xá, Đảng bộ thị trấn Lương Bằng; Nguyễn Thị Vì, sinh hoạt tại chi bộ thôn Trung Hòa, Đảng bộ xã Phú Thịnh; Lê Thanh Cù, sinh hoạt tại chi bộ thôn Đức Hòa, Đảng bộ xã Đức Hợp. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Quản bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp của các đảng viên với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đồng chí khẳng định huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, không chỉ là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện phấn đấu không ngừng của mỗi đồng chí, mà còn là niềm tự hào của tổ chức Đảng, là niềm vinh dự của Đảng bộ các cấp trong tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toàn chúc các đảng viên luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên tại huyện Yên Mỹ và Phù Cử. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho các đảng viên Đỗ Thị Khánh đang sinh hoạt tại chi bộ thôn Duyệt Lễ, xã Minh Tân, huyện Phù Cử; Nguyễn Thị Bi, sinh hoạt tại chi bộ thôn Mỹ Xá, xã Việt Cường; và Nguyễn Thị Thỉnh, sinh hoạt tại chi bộ thôn Tử Dương, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ. Đây đều là các đảng viên gương mẫu có nhiều đóng góp cho phong trào bảo vệ và xây dựng quê hương đất nước. Đồng chí Trần Quốc Văn khẳng định huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý nhằm ghi nhận quá trình phấn đấu rèn luyện, công hiến của người đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đồng chí mong muốn các đảng viên được trao huy hiệu Đảng tiếp tục là tấm gương sáng cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi cư trú, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Đồng chí cũng đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm đảm bảo các chế độ chính sách cho các đồng chí đảng viên cao tuổi Đảng.